Hello, dạ chào mừng quý cô chú chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Thức Việt. Kính thưa quý vị, đến thời điểm này, ai mà theo dõi các vụ việc của Xuân Phương Hằng chắc có lẽ là cũng đang rất là nóng nướng, không biết tình hình hiện tại ra sao ha. Bởi vì rõ ràng những cái thông tin từ báo chí thì người ta không có đăng tải nhiều, bởi vì có lẽ là cái vụ việc đó không có diễn tiến nhiều thì người ta cũng đâu có gì đăng tải, đúng không? Phải có cái gì mới người ta mới nói chứ. Chẳng hạn như là sau khi mà ba người trợ lý của Xuân Phương Hằng bị khởi tố đó, thì đến thời điểm này chúng ta không thấy cái thông tin gì thêm. À, còn những cái thông tin bên lề thì mình không nói nha. Thông tin bên lề, thông tin mà người ta bịa đặt, người ta dựng chuyện lên đó thì chúng ta không bàn làm gì. À, cái quan trọng là thông tin chính thống đến thời điểm này thì không thấy gì hết. À, nhưng mà có một người cũng là bị hại ở trong câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng đó, đó là anh nhà báo Đức Hiển. Thì mới đây á, anh Hiển lại đăng tải một cái bài viết mà khá là khó hiểu. Nhiều người lại suy nghĩ rất là nhiều những cái hướng, những cái giả thuyết đặt ra. Đây để mình có thể mình up cái chụp cái màn hình đưa lên cho cả nhà xem ha. Đây thì anh Hiển mới đăng bài cách đây vài giờ, anh nói là cuối cùng thì cũng đã hoàn thành. À, cuối cùng thì cũng đã hoàn thành. Thì hoàn thành cái gì cả nhà? Ở đây thì anh ta có đính kèm một lô hình đó là một cái con lợn quay ha. Con lợn thì ai ai tuổi lợn, ai tuổi hợi. Đúng không? Rồi đưa lên lò để quay. Và quan trọng là nói là đã hoàn thành đó. Thì thí dụ như mọi người á, như nhìn nhìn sơ nghe thì có lẽ là anh ta đang tổ chức tiệc tùng gì đó, nhưng mà rõ ràng những hình này là những hình ảnh rất là cũ rồi, tại sao anh ta lại up lại? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ai tuổi hợi và tại sao đưa lên lò, và cuối cùng thì cái lò đã cháy, đã kết thúc đó. Rất là nhiều những cái câu hỏi đặt ra ha cả nhà. Nhưng mà ai cũng biết thì cái nguồn tin có lẽ là anh Hiển này là người nắm rõ nhất, bởi vì nếu mà chúng ta xét về địa vị vị thế của anh Hiển thì ai cũng hiểu rồi. Cho nên á, với những bức hình này, mọi người mà có cái liên tưởng, cái suy nghĩ chút xíu thì sẽ nghĩ ra một cái câu chuyện mà chúng ta đang quan tâm. Nhưng mà không biết sao, bởi vì trước đó đó có nhiều lần thì anh Hiển cũng đưa ra một cái dự đoán hay là một cái sự báo trước, rồi ít ngày sau thì cái vụ việc giống như những gì mà anh Hiển đã từng đăng tải. Rồi sau đó thì cũng có những vụ anh này cũng ám chỉ cái điều gì đó, nhưng mà cuối cùng thì nó không xảy ra. Cho nên đến thời điểm này chúng ta không biết là cái thông tin này có phải là ám chỉ cái vụ việc mà chúng ta đang theo dõi hay không. Nhưng mà nếu mà đối chiếu lại những lần trước đây anh này đăng á, thì cái kiểu như 50-50 vậy đó. Có những vụ việc anh đăng vài ngày sau thì nó diễn ra, có những vụ việc anh đăng sau đó thì không có. Nhưng mà thật sự là không có là do chúng ta không biết, do là thông tin nó không được chia sẻ rộng rãi, hay là sự thật nó không có thật. Nhưng mà giống như là những người mà đang đang liên tưởng á, thì nó không có xảy ra theo cái suy nghĩ của họ. Giống như hôm trước mình cũng có chia sẻ một bài đó, ví dụ mà lá thu thu tàn rồi đó cả nhà, thì cuối cùng cái vụ việc đó không biết là có xảy ra hay không. Đôi khi á là cái vụ việc có xảy ra đó cả nhà, xảy ra nhưng mà dư luận hoặc là chúng ta quan tâm á, thì chúng ta không có cái nguồn nào để test lại thông tin đó. Cũng có thể là bên trong nó đã xảy ra như vậy nhưng mà bên ngoài á, thì người ta không có tiết lộ ra bên ngoài. Và cũng có thể là không có thông tin gì. Nói chung là những cái dạng cái bài mà và mã hóa như thế này á, thì mỗi người sẽ có mỗi cách nghĩ sắc khác nhau. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ vào đó, giống như suy nghĩ hồi nãy mình vừa từng nói đó, là ai tuổi hợi, ai đã vào lò và tại sao kết thúc đó đó, thì những cái chuyện đó đó thì cả nhà có thể suy nghĩ xem có phải là giống như cái vụ việc mà chúng ta đang liên tưởng, chúng ta đang theo dõi hay không. Thật sự mà nói cả nhà, không biết là nhiều người nghĩ sao, nhưng mà mình rất là mong cái vụ việc của Xuân Phương Hằng nó sớm kết thúc. Bởi vì nói gì nói, Xuân Phương Hằng đã từng giúp ích cho đời, cho dù giúp người ta một chén cơm, một lon gạo thì cũng đã là công đức rồi. Đằng này Xuân Phương Hằng đã bỏ ra rất là nhiều tiền, giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì không có lý do gì mà lại gặp một cái kiếp nạn rất là lớn như thế này. Cho nên nói chung là mình rất rất là mong mọi vụ việc này nó sẽ sớm kết thúc. Có nhiều người nói là ôi mày YouTuber mày nói theo kiểu tát nước theo mưa thôi, chứ bây giờ kết thúc vụ đó thì mày làm gì sống. Xin thưa là cũng còn khá nhiều chuyện. Nếu mà đã nói làm theo trend đó thì có rất là nhiều, chẳng hạn như những cái vụ mà hot hot đó thì cũng đi làm cũng kiếm ăn được vậy. Có rất nhiều anh em không làm cái vụ này, người ta vẫn làm cái vụ khác mà vẫn kiếm ăn bình thường. Hoặc là nếu mà nói trắng ra đó, không làm YouTube thì vẫn vẫn làm cái chuyện khác, chứ giờ mấy chục năm nay không làm YouTube thì làm gì sống.
không lẽ chờ có nhiêu đây. Cho nên đó, có nhiều người thì cứ nói này nói kia, nhưng mà thâm tâm của mình là rất là mong muốn cái vụ việc này nó sớm kết thúc, bởi vì có quá nhiều những cái lời đồn thổi rồi những cái câu chuyện người ta không không có sự thật đó, người ta dựng lên thì nó không hay chút nào, đặc biệt đó, là lại liên quan đến Chú Dũng, lại liên quan đến công ty Đại Nam nữa, trong khi đó, họ ghét một mình CEO Phương Hằng rồi họ đặt ra hàng loạt những câu chuyện vậy thì thật sự không thể nào chấp nhận được. Cho nên rất là mong cơ quan chức năng đó, sớm kết thúc cái vụ việc này. Thì nghe Đinh Lan nói là ấn định ngày gì đó 27 tháng 3, nhưng mà mình mong rằng á cái bài đăng của anh Hiển á là nó có thật đi ha, giống như cái sự liên tưởng của chúng ta thôi. Chứ còn kết thúc như thế nào rồi có đưa ra xét xử hay không thì nó còn tùm lum chuyện ở trên, chúng ta cũng phải chờ đợi cái kết luận cuối cùng hoặc là cái thông thông tin cuối cùng từ bên phía cơ quan chức năng thôi. Những cái dạng bài đăng như thế này, những cái đăng tin như thế này thì để chúng ta tham khảo. Cũng có thể là anh Hiển cũng đang tổ chức tiệc tùng gì đó cho nên đăng bài vu vơ thôi, do chúng ta quá suy nghĩ đúng không, suy nghĩ quá nhiều, hoặc là chúng ta muốn cái vụ việc này nó kết thúc cho nên là chúng ta liên tưởng như vậy thôi. Chứ qua cái bài đăng này nó cũng không nói lên được điều gì, nhưng mà về cái mong muốn á là ai cũng mong muốn vậy ha cả nhà. Chứ thật sự 8-9 tháng rồi, 8 tháng rồi, quá lâu quá dài rồi. Còn những cái căn cứ giống như một cái người bình thường của mình nhìn nhìn vô á, thì cái vụ việc của Xuân Phương nó chỉ gói gọn trong những buổi livestream thôi. Tại vì cái theo cái kết luận cuối cùng của công an Bình Dương, công an Thành phố Hồ Chí Minh thì rõ ràng nó xoay quanh những cái buổi livestream và những cái nạn nhân thì cũng đã được xác định rồi. Giống như là mình không hiểu gì nhiều, mình chỉ thấy cái vụ việc như vậy và mình mong rằng nó kết thúc thôi. Còn nếu mà còn khúc mắc cái gì nữa hay là còn những cái vấn đề gì cần làm rõ thì chỉ có cơ quan chức năng mới biết thôi. Còn những cái người ngoài, ngay cả luật sư chăng nữa, nếu mà không có cầm hồ sơ vụ án thì cũng không biết được là cái vụ việc nó đang ở mức độ nào và đã đi đến cái giai đoạn nào rồi, đúng không? Cho nên những người bên ngoài như mình thì chỉ mong vậy thôi, mình chỉ mong là cái vụ việc nó sớm kết thúc để trắng ra trắng, đen ra đen, và mọi chuyện đối với sự nghiệp Phương Hằng nó như vậy là nó chấm dứt, và đương nhiên là mình cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với sự nghiệp Phương Hằng thôi. Còn những cái chuyện khác thì cứ để cơ quan chức năng làm việc ha cả nhà. Hôm qua thì mình cũng có nói với vấn đề của cái chị gì mà quậy phá gì ở ngoài Hà Nội đó, thì cũng có nhiều người vào comment bình luận chửi bới ông sổng trên, nói mày ủng hộ Xuân Phương Hằng mà tại sao người ta cũng ủng hộ mà mày lại đi phản bác này kia cái nọ. Thật sự cái quan điểm của mình từ trước tới giờ á, việc gì cơ quan chức năng đã thụ lý, đã làm việc và chúng ta cũng thấy cái tiến độ làm việc của người ta rồi, đã có kết luận điều tra, đã chuyển sang viện kiểm sát rồi, thì không có lý do gì mà chúng ta lại làm rùm beng lên. Làm rùm beng lên như vậy đó có giải quyết được cái gì hay không, hay là sẽ ảnh hưởng thêm cho sự Phương Hằng. Trước tiên thì chúng ta thấy có mấy trường hợp đó lên kêu gọi kích động này kia kia nọ thì cuối cùng là phải lãnh hậu quả. Mà chẳng những vậy á, báo chí còn nói là do lính bà Hằng, fan hâm mộ bà Hằng đã làm những chuyện như vậy, thì cả nhà nghe có chấp nhận được hay không? Đó là cái chuyện tự phát của người ta, nhưng mà có cái cớ thì báo chí đăng tải, cho nên không thể nào chấp nhận những cái hành vi hành động như vậy được. Cho nên trước sau như một, mình không đồng tình với cái chuyện mà đi kích động, đi la làng la xóm rồi lại lôi Siêu Nguyễn Phương Hằng vô, trong khi Siêu Nguyễn Phương Hằng có muốn vậy hay không? Các bạn có nói là có nghĩ là Siêu Nguyễn Phương Hằng muốn vậy không, đúng không? Làm sao chúng ta xác nhận được mà tại chúng ta lại nông nổi chúng ta để đi kích động như vậy. Cho nên hôm qua thì có nhiều người cũng không đồng tình đó, nhưng mà mình bảo lưu ý kiến của mình là không chấp nhận những cái chuyện mà đi tụ tập đông người rồi quậy phá la làng la xóm như vậy ha. Thì sáng nay chỉ có đôi điều chia sẻ cả nhà xung quanh cái bài đăng của anh Hiển với lại những cái vấn đề mà đang kích động đó ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.